đồng hành với cả cầu nhá, nhưng mà nó dài quá trên vai sẽ hỏng xấu. Mà viết tắt được HNT ở trên là trang sponsor tôi biết là HNT, HN nhỏ T lớn, HT mới là chữ hoa, còn chữ N là ở giữa, nó như là cái cân đối. Còn cái câu này là câu này hơi dài. Tiếng Anh là business with HNT, thấy không? Gần gọn. Còn tiếng Việt thì là trở thành đối tác của HNT. HNT sẽ trung tâm này, người ta sẽ mong muốn join vào. Thế thôi, gần gọn đấy là mình điều chỉnh dần. Còn cái này hơi 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 dài, 268 thì là dài quá. Đúng không? Đối tác với HNT. Tất cả trong này em viết tắt được, sau cái HNT nó sẽ là một cái doanh nghiệp viết tắt. Hai nốt đi. Hãy lấy sổ nó đi. Thôi quên. Đấy là cái sổ, đây là sổ đây này. Xong tí nó vào chia lô xong. Ủa nó gõ ăn bao giờ. Ảnh ấy sau tự biến được mà. Ảnh này là ảnh background đấy thì đơn giản. Xóa hết cái biển số xe của Trinh 03964. Cái đấy ghi rồi. Như thế không biết ai được vào chọn màu xình đúng không? Tất cả các nút mà dẫn người dẫn dùng là màu cam. Đấy, có một cái hết, tất cả dẫn theo đường đi nào. Thế nào chọn màu xình. Còn sau cái điểm đến hôm qua anh nhập Hải Phòng nó báo báo đỏ mà nó báo đỏ là màu đỏ bây giờ anh chưa khác loại đi rồi chọn Hà Nội có là đánh kiến trình như thế này là bao nhiêu video rồi chính xác rồi nhá thì nó sẽ được rồi nội bài để gói đi sân bay riêng đi. Gói sân bay riêng đi. Còn mày có đấy cũng là một cái tiềm năng. Gói sân bay riêng. Thế có thể là sân bay để ở trong cái option chọn đầu tiên đấy. Tức là để sân bay để cho một cái nút riêng luôn. Nút riêng luôn. Hà Nội, Nội Bài. Nội Bài Hà Nội. Em nốt lại đi thêm gói Nội Bài. Thêm gói đón chở, đón tiễn sân bay, đón hoặc tiễn. Rồi tạm thời cứ tiếp thế đi. Có cái gì thêm thì nốt xong. Ok. Nhảy sang trang khác à? Nó không trùng luôn một trang này được không? Không, không được. Nó map là map, map chỉ để chọn điểm để đến. Từ Hà Nội đến Ninh Bình, cước là 1.400.000 đồng. Thời giờ một ngày quá km là 7.000, quá giờ 8.000, qua đêm cho xe là 200 trăm. 200 trăm ở đây. Qua đêm, trước 2.200 trăm. 200.000 qua đêm. Qua đêm cho xe là 200.000, qua đêm là thay đổi, thế đó ổn. Ổn đấy, các bạn ạ. Nhưng mà họ đồng ý cứ mức dài. Cặp xe. Ở trong công ty như gọi đây, gọi tên, điện thoại, email, chứng minh nhân dân, chiếu hoặc có chiếu, cho anh cái được. Những ờ gì muốn gửi. Thì bắt đầu đến. Cho nên gặp mấy em đấy thì em chưa. Ok. Gửi thì mình thông báo, cảm các bạn thì xong rồi nhận like, rồi xong rồi một số các bạn. Mình chưa đặt, mình chưa đặt. Đúng rồi. Đây bây giờ anh đang phong cốt vào cái tầm này nhá. Đấy cái mục rồi. Là như kiểu mình mua hàng online ở trên site của Mỹ ấy. Thì bắt đầu đến các phương thức thanh toán. Lại tích nốt ra như kiểu chọn xe ấy. Visa thanh toán tiền mặt nhá. Không thanh toán tiền mặt thì thôi, thanh toán tiền mặt thì theo lái xe đến nó chở, nhưng phải đặt cọc. Lúc nào là ông đặt xe rồi ông phải đặt tiền cho tôi.
là thanh toán tiền mặt này, tiền mặt này, thanh toán chuyển khoản điện tử, và hãy chuyển khoản vào số này, tài khoản nào.